Thì như các bạn nhìn thấy là cái tình trạng của chị Hương thì nó có nám mảng hai bên gò má, và đặc biệt là khu vực toàn mặt của chị thì có rất là nhiều sắc tố làm cho da xỉn màu, không đều màu và nền da rất là mỏng. Cho đến ngày hôm nay thì chị thấy kết quả như thế này, chị có ưng ý hay không? Có vui hay không chị? Chị thấy là rất là ưng ý ấy. Cảm thấy là đi ra ngoài cũng tự tin hơn rất nhiều. Và nhiều người cũng gặp mà cũng khen da mình đẹp hơn, nghe cũng có vẻ là vui hơn. Chị có nhớ cái tình trạng ban đầu của mình không? Đấy. Chị có nghĩa là chị bị nám là cũng do là mình chủ quan. Vâng. Không, có nghĩa là không dùng kem khi mình đi ra đường nắng mình nhiều, không dùng kem chống không, nắng. Không chống nắng. Không chống nắng. Vâng. Và cái công việc của chị thì chị để hay phải đi đường, bị bận và vào. Thế là chị nghĩ là từ đấy là nó sinh ra nám. Còn trước thì da chị cũng đẹp. Chung là mình đi ra ngoài thì nó cũng tự tin hơn. Thì nói chung là về cái khoản giao tiếp thì nó không bị e dè. Còn trước là chị bị là chị cứ ra ngoài là chị bị khẩu trang. Rất là ngại đúng không? Chị cứ đi ra, cứ ra khỏi nhà là mình bị khẩu trang. Thế nhưng mà giờ thì da nó đẹp hơn thì không cần phải bị khẩu trang nữa. Sạch nám sáng da, đẹp kịp đón Tết, tài trợ 65% chi phí, duy nhất 15 suất, inbox ngay.